Rồi hello mọi người, chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Nhà Tám ạ. Đó là TV ạ, đó là TV xin. Hôm nay sẽ quay video về cái đoạn liên nghĩa đường cho mọi người coi nha. Đây, đoạn mỗi lần liên nghĩa đường. Hello mọi người, chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Nhà Tám nha. Đây, wow, thấy rồi mọi người ơi. Đó, mà may mắn ha. Đó, Ba Con hôm nay mùng 3 nha, đi săn mỗi lần nha mọi người. Có đoạn mỗi lần nha, cũng gần nha. Em rồi, em đã đoạn liên nghĩa đường nha. Hoàng à, bạn cùng Giang Hẹn Chung. Thank you.
ơn gia chủ quá mọi người. Bạn bè đi theo xe ủng hộ rồi đó mọi người. À, bây giờ là tới phần thi biểu diễn trống nha mọi người. Chuẩn bị tới phần biểu diễn trống nha. Bây giờ chuẩn bị tới một biểu diễn đánh trống nha mọi người. Mà nào mà nó thấy rõ nha. Đó, tới phần biểu diễn trống nha. Đây thật sự đó, một đoàn lân vậy là rất là đông luôn nha. Cái đoàn liên nghĩa đường này là nói chung là vừa mới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đoàn luôn á mọi người. Đoàn này có tuổi thọ là cả trăm năm rồi nè. Hai em đứng ngồi đây nha. Mà không bỏ bao nhiêu anh tí với bác bao đây nè. Không bao nhiêu đây, bây giờ xe thôi. Với bác bao này má có lề nè, ở đi từ từ qua. Đi ăn chiều tí đó. Bây giờ thì chuẩn bị setup cho cái phần thi biểu diễn trống nha. Đó, nếu chúng ta không có thời gian đi thì chúng ta có thể mở kênh của nhà tám nha, để ủng hộ kênh của nhà tám đài TV nha mọi người. Đó, yêu mới mọi người nhớ ra tám đài TV xin một lượt like, subscribe, đăng ký hộ kênh nè. Để đi nhà tám có mặt ra mọi người đã luôn yêu mến ủng hộ gia đình nhà tám ạ. Đây nè, chạy xe lại đây nè. Đây mọi người đó, những tài năng rất là nhỏ này nha. Đó, chuẩn bị tới phần biểu diễn trống nha. Lên chơi nè. Rồi, chuẩn bị biểu diễn trống nha, nó mới thấy không ạ. Mọi người coi cũng rất là đông nha. Rất là đông nha mọi người. Rất là đông nha. Rồi chuẩn bị rồi, tới cái mục trống rồi nè mọi người. Thank you.
đó là kết thúc đây. Đi về bệnh viện trong nha mọi người. Đó mọi người thấy không ạ? Đừng có đông nha. Đông mọi người đang coi mỗi lần là 3 Tết nha mọi người. Ờ đúng rồi, chuẩn bị lên Mai Hoa Thôn quá à. Rất là đông, rất là đông mọi người đang coi búa lân luôn nha. Vậy là đang đợi đoàn lân sẽ đắp vào cái Mai Hoa Thôn nha. À bây giờ con thích nè, con thích mình cũng đi à. Rồi ok, chuẩn bị tới phần Mai Hoa Thôn nha mọi người. Mọi người đừng rời khỏi video nha. Nếu mà yêu mến mọi người cho mình lại xin một lượt like, subscribe, đăng ký kênh nha mọi người. Chúng ta sẽ cảm ơn mọi người ạ. Rồi chúng ta tiếp tục xem nha. Đây là mọi người, đoàn vừa rồi đang set up để chuẩn bị video Mai Hoa Thôn nha. Ở trong quá trình chờ đợi vậy thì mọi người ở nhà mọi người có thể đi uống nước hay là lấy bánh kẹo gì đó ăn, chuẩn bị để xem tiếp cái phần biểu diễn của Mai Hoa Thôn nha. Đó, nó không đi giao hàng nên nó trốn ở đây rồi. Có tài chưa? Có tài rồi. Rồi đâu nào múa nha mọi người. Nói chung là thời tiết bên đây mùng 3 là trời cũng Sài Gòn cũng khá là nắng nha. Nói chung là nắng tốt nha mọi người. Nắng thì dù sao có nhiều khi cực, như anh em sẽ bơm vậy ngắn nó cực cực chút xíu, nhưng mà mọi người làm việc vẫn tốt hơn nha. Bây giờ mưa thì nó mới cực thôi nha. Rất là đông nha, đó đây là con đồ đó, đây là con đồ đó, rất là đông nha. Rồi, rất là đông nha. Mọi người rất là háo đi xem búa lân nha. Đây là búa hay đi, búa quán Lai cà phê. Ở địa chỉ số 13 đây 17 chứ 17 đều địa chỉ của Hiệp Tâm nha. Nó ở dưới cái Mai Hoa Thôn chút xíu nha mọi người. Đúng rồi, nó đứng được biết sao không, cho đây nó xin ăn. Dám thỏ không? Đùi giống đùi thỏ đó. Thank you.
Anh em đến trống nó đứng ngoài nắng cũng khá là cực nha mọi người. Nói chung là đây là anh em đoàn lưng cũng đang setup để chuẩn bị biểu diễn cái mai hòa thôn nè. Nói chung là cái nghề nào cũng vậy, cũng lắm công phu và gian nan nha, nhưng mà vấn đề là mọi người đều có đam mê yêu thích nha mới làm được mọi người. Thôn nha, thấy rất là cực nha. Một đoạn là phải đông vậy luôn, phải đông vậy luôn á.
Xong tiết mục đó nha mọi người, bắt đầu tới tiết mục kế tiếp nha. À, bây giờ tiết mục kế tiếp nè mọi người, chuẩn bị là chắc là lên Mai Hòa Thôn nha. Đông mà nhiều đúng không ạ? Thank you.
Thank you.
Thank you.
bỏ vô, bỏ vô. Đợi nằm lên nó ăn nó ngon. Cứ từ đợi cho nó rồi.
còn lên mệt nó chẳng qua nữa à, mệt đó rồi chúng tôi cho là ẩm ngon. Rồi là kết thúc mà buổi biểu diễn của đoàn Liên Cái Đường nha mọi người. Rồi mọi người yêu mến,
kênh Chào Tám, thì mọi người cho Tám Tài TV xin một lượt like, subscribe, đăng ký kênh là Tám Tài TV. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Tám Tài. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye mọi người. Năm mới nhiều sự chú ý. Bye bye mọi người. We'll be right back.